Xin chào quý vị các bạn, hôm nay buổi chiều hôm nay ô tô Ngọc Linh giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe mới về của hãng Toyota Camry. Chiếc xe này sản xuất năm 2004, sản xuất đăng ký 2008, nhập khẩu từ Mỹ về, số tự động. Xe này còn rất đẹp, máy rất êm, Toyota Camry thần thánh. Keo chỉ zin, máy zin, keo chỉ zin, da zin nguyên bản cho xe. Ba màn hình. Camry 2.4 số tự động, sản xuất Mỹ. Chiếc xe trang bị rất hiện đại, hộp số tự động, da rất sang. Đấy. Có ga tự động này. Đấy. Âm thanh vũ trường. Đây, keo chỉ còn nguyên, không mất phần kiểu chỉ nào. Đây. Rất là đẹp. Đây các bạn. ABS túi khí. Một sớm tan chuông táo trắng ngập đường, mình em chưa đẹp của nguyên bản. Số đây. Đấy. Ba màn hình. Camry thần thánh các bạn, giá rất là rẻ, giá chỉ ngang với Vios thôi. Máy rất chi là êm.